Hi. Hello cả nhà, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Hana US. Hôm nay Hana chia sẻ với mọi người trái mận cầu nè. Trái mận cầu này ở Mỹ Hana mua 60 đô mà nó trẻ ra nó đang thùi lùi vậy đó mọi người. Hana sẽ trẻ cái mận cầu cho mọi người xem nha. Rồi mọi người mời mọi người cùng ăn với Hana nha. Ok. Món nữa, bánh mì bì. Món thái sầu của ta đây. Trời ơi, món nào cũng ăn hết trơn, biết thăm không em. Lại nữa, trời ơi. Mà mai của mình đem lại đây nữa. Trái vú sữa. Mời mọi người cùng ăn nha. Rồi còn cái bánh cam đâu, cầm cái bánh cam lên. Quay con. Mời mọi người ăn trái vú sữa nha. Bánh cam tới nha mọi người. Thấy nào có người comment nói là ôi, tại sao không ăn vú thịt mà ăn vú sữa. Nó mọi người biết không? Đó, cái món này nha là tuổi thơ mình rất là thích bánh cam này. Đó. Nãy giờ biết bao nhiêu món rồi, sáng giờ ăn biết bao nhiêu món rồi. Ăn có cho mọi người cùng ăn. Nhi. Cái trong này nó có đậu xanh đó mọi người. Mình của cháu gái dấu yêu mình mua cho mình ăn. Cái tầm có cái màu xanh rất là ngon. Ăn này xong mình trẻ lên tầm cắn lên. Cái nào có được. Ăn không? Mình bên Nam mình sẽ xử cái trái măng cầu này nha mọi người. Đó. Về đây được uống, hôm qua được uống sinh tố ra má đậu rồi nha, mà chưa được uống sinh tố mãng cầu nha. Xưa mình ở đây thì mình không ăn cái này, mà bây giờ mình qua bển thì mình thèm cái này. Đó. Tầm nó ngon gì đâu, nó ngon. Ngon, 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 ngon thiệt là ngon lắm, bà ngoại ăn, bà ngoại cắt cho bà ngoại miếng nha. Đó, mọi người thấy thèm chưa? Ở Mỹ mua 60 đô mà nó trẻ ra đang thùi lùi luôn, đem dục luôn. Hả? Không, ở đây là nó ngon. Xong bây giờ mình cắt ra mình ăn thử miếng nha. Trời ơi. Nó ngon sao chưa nổi. Cho nên nó ngon gì đâu. Mời mọi người cùng ăn nha. Giờ tới trái vú sữa nè. Trái khác hôm qua ăn ngon lắm, ăn mấy trái ngon ngon đó, thêm chưa ngon liền ngon liền ngon ha. Không nhưng mà bây giờ nhiều món quá hà, thôi bây giờ mình cho mình ăn cái này trước đi nè. Ăn này miếng thử miếng nha mọi người nha. Thế chị ngang hết kìa, mọi người cùng ăn với nhau ăn đi. Mãn cầu đây là mọi người. Chưa. Tên đây tội nghiệp con bé gục camera nó chạy nước miếng không hề luôn á mọi người. Không quá ngon quá, không quá nhiều món quá sao hết. Ăn từ từ xem hết. Mà cực kỳ ngon nha mọi người nha. Ngon nhất nách liền. Cái này ngon, nó chua chua ngọt ngọt. Cái này hết khó không? Mưa ớt trắng. Có mưa ớt này chứ kìa, để tí ra. Ăn tiếp món với vú sữa nha mọi người nha. Ngon 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 ngon. Nó ngon gì đâu. Cái này mấy năm rồi mới được ăn. Mấy năm rồi 4, 10 năm 9 năm chứ. Chạy miếng không? Sữa mình ăn mình phải múc sát cái này là nó mới ngon nè. Gì vậy?
Shopee. Hả? Shopee là bán hàng online không? Đúng rồi. Nó tương tự như Amazon. Uống sữa đi chứ ăn mì nó no sao ăn nữa. Ngon quá. Có nào quay Hana sẽ quay review cho mọi người xem cái mít vừa trước nha. Với lại cái cốc, cái xoài, cái xoài dừa. Hồi trước sẽ tải vô riêng vậy. Không quá mừng lên. Ăn một miếng cào này, sữa. Thấy gì không? Bánh mì nha, bánh mì Việt Nam mà. Bánh mì bì là ngon nhất nách luôn đó. Đó. Bánh mì đặc ruột. Bánh mì đặc ruột hả? Này kêu đặc ruột hả? Đặc ruột. Mà anh này là Hana thích ăn bánh mì thịt bì với lại thịt nướng với lại chua chứ Hana không thích ăn chả lụa nha. Đó. Chả lụa thì nó có ngon cái gì cái. Ăn gì chiều nó thấy tập thể dục chắc không chắc chiều tập thể dục cũng sao tập gì nói hả thì đi thôi còn tới đó thì tập hay không là một vấn đề khác. Ngon lắm. Mình gì nha mọi người nha. Không mông đi đó mông luôn điện. Này nấu với lương không ba? Nấu với lương không? Nó biết làm gì cái đó? Yes, nấu với lại canh chua lương. Nấu gì? Nấu mẻ hay nấu gì? Nấu mẻ. Cơm mẻ hả Dương? Cơm mẻ. Lương nấu với chuối với lại bông điểm. Với lại nấu với cơm mẻ. Cơm mẻ là phải cái gì để trong hũ nó chua chua giống cái ăn nữa mà rửa thêm rửa đi rồi chút xíu không có lấy tỏi gì ha lấy cái lương không ha lấy lương không đấy tỏi ấy thơm rồi hả bỏ đi chút xíu rồi mình chút xíu lấy lương không muốn làm bộ mới là làm bộ mới thì có chế bộ vô. Ngon nè, cá thắt lát. Cái này mới đúng rồi, chả cá thắt lát này. Ở bệnh nó bán ba chả cá gì á.